Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc điện thoại Realme 8, một cái sản phẩm vừa mới được Realme ra mắt tại thị trường Việt Nam. Và cái chiếc điện thoại này mình mua tại hệ thống điện máy Chợ Lớn với mức giá là 7 triệu 290 ngàn. Và hệ thống này còn tặng kèm thêm một cái loa Bluetooth và một cái máy lọc không khí nha các bạn, rất là xịn sò. Và ở video clip này mình sẽ không mở hộp sản phẩm này nữa, tại vì có rất là nhiều kênh YouTube họ đã mở rồi. Do đó mình sẽ tập trung giới thiệu cho các bạn một vài cái tính năng thú vị trên cái chiếc điện thoại này nha. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Cái tính năng đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là cái chế độ hiển thị màu của màn hình. Thì thông thường các bạn thấy nè, mặc định là cái màu sắc nó như vậy. Tất nhiên sẽ có người nhìn nó rất là thoải mái và sẽ có người nhìn nó sẽ cảm thấy khó chịu. Do đó bạn có thể tùy chỉnh cho nó phù hợp với cặp mắt của mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ vào cái phần cài đặt. Sau đó các bạn tìm cái mục màn hình và độ sáng nè. Rồi, tiếp tục mình sẽ kéo xuống cái mục thêm. Và tại đây, các bạn chọn cái chế độ màu màn hình. Ở đây nó sẽ cung cấp cho các bạn là ba chế độ. Chế độ sinh động nè, là cái chế độ mặc định mình sử dụng nè. Và ở đây nó sẽ có cái hình minh họa cho cái chế độ. Tương tự mình sẽ chọn chế độ nhẹ nhàng. Thì lúc này màu sắc của nó có vẻ nó hơi dịu lại nha các bạn. Đó, và chế độ tiết kiệm pin. Thì lúc này nó có vẻ nó sẽ nhạt hơn nữa. Tùy thuộc vào cái độ khó chịu hay là dễ chịu cho cặp mắt mà các bạn có thể chọn cho mình một cái chế độ phù hợp. Bên cạnh đó thì các bạn có thể chọn cái mục là hiển thị màn hình. Tại đây thì các bạn sẽ có hai cái mục chính, đó chính là hiển thị camera trước theo ứng dụng. Và đây là cái hình mà Realme họ minh họa nè. Tức là hiển thị camera trước thì các bạn sẽ thấy một cái nút ruồi ở đây. Và ẩn camera trước thì các bạn sẽ thấy nó có một cái viền đen, nó sẽ che khuất cái nút ruồi luôn. Rồi tương tự hiển thị trên toàn màn hình theo ứng dụng là đây, khi mà các bạn bật cái chế độ hiển thị toàn màn hình nè thì nó sẽ hiển thị đầy đủ. Ngược lại là hiển thị trên toàn màn hình mà các bạn tắt đi thì nó sẽ có một cái làn đen ở dưới đây. Đó là cái minh họa của Realme. Bây giờ mình sẽ thử nhấn vào cái mục hiển thị camera trước theo ứng dụng. Lúc này nó sẽ hiện ra danh sách các ứng dụng nè. Các bạn chỉ cần chọn một ứng dụng, ví dụ mình chọn ứng dụng báo mới chẳng hạn đi, thì nó sẽ xuất hiện một cái cửa sổ. Ở đây bạn sẽ có là tự động thích ứng, tức là nó sẽ tự động hiển thị hoặc là không hiển thị camera trước tùy theo cái môi trường sử dụng. Và cái hiển thị camera trước hoặc là ẩn camera trước, rồi các bạn tùy theo cái nhu cầu mà các bạn có thể chọn, mà là mình chọn tự động tự thích cho nó đúng với mặc định. Tương tự hiển thị trên toàn màn hình theo ứng dụng thì lúc này cái cửa sổ ứng dụng nó sẽ như thế này đó các bạn có thể nhấn vào đây hiển thị trên toàn màn hình theo ứng dụng. Và tất nhiên do mình chưa có ứng dụng nào được phép hiển thị trên toàn màn hình, do đó nó sẽ không đưa vào cái danh sách này. Trong quá trình các bạn sử dụng một ứng dụng nào đó mà nó yêu cầu cái quyền để hiển thị trên toàn màn hình đó, thì lúc đó nó sẽ đưa cái ứng dụng đó vào danh sách này nha các bạn. Cái chức năng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là cái chức năng quay số nhanh. Với cái chức năng này á, thì các bạn có thể gắn một cái số liên hệ nào đó vào một trong những cái phím trên cái bàn phím gọi nè. Các bạn nhấn vào là nó sẽ lập tức thực hiện cuộc gọi ngay, không cần phải lựa chọn số điện thoại từ danh bạ nữa. Cách thực hiện như sau: đầu tiên các bạn mở cái bàn phím thực hiện cuộc gọi lên, sau đó mình vào cái biểu tượng dấu hai chấm ở bên góc phải các bạn. Các bạn chọn cài đặt. Tại đây thì các bạn sẽ tìm đến cái mục là quay số nhanh nè. Tiếp đó các bạn có thể nhấn vào một trong những cái phím mà nó có chữ thêm nữa các bạn. Ví dụ mình nhấn vào phím số 2 nha, là phím thêm nè. Sau đó mình chọn một cái số liên hệ từ cái danh bạ, ví dụ cái số này nha, mình chọn xong. Như vậy là mình đã gắn thành công rồi nha các bạn. Và sau khi đã gắn xong thì các bạn chỉ việc thực hiện cuộc gọi bằng cách nhấn giữ vào cái phím gọi. Ví dụ như mình đã gắn vào phím số 2 nè, thì mình sẽ nhấn giữ vào phím số 2. Thì lúc này nó sẽ tiến hành thực hiện cuộc gọi. Và tất nhiên do mình không có lắp SIM vào cái điện thoại cho nên là cuộc gọi không thành công, là do không thể kết nối với mạng điện thoại thôi. Và một cái chức năng tiếp theo đó chính là cái chức năng cuộn trơn tru. Với cái chức năng này nó sẽ giúp cho các bạn có thể lướt web hay là làm những cái thao tác mà nó có cuộn lên hoặc là cuộn xuống nội dung, thì nó sẽ trở nên mượt mà hơn. Mặc dù là cái chiếc Realme 8 này nó không được trang bị một cái màn hình có tần số quét 90Hz hay là 120Hz như cái sản phẩm khác, do đó bản thân của nó sẽ không có mượt bằng những sản phẩm kia. Tuy nhiên với cái chức năng này á, thì nó sẽ giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm mượt mà hơn. Đầu tiên thì các bạn vào phần cài đặt, sau đó các bạn cuộn xuống, mình tìm cái mục là phòng thí nghiệm Realme, các bạn nhấn vào đây. Sau đó các bạn chọn cái mục là cuộn trơn tru và các bạn chỉ việc bật nó lên thôi. Vậy là xong.
từ đây mình lướt web hay là làm những cái thao tác như lướt Facebook rồi đó, nó sẽ mượt mà hơn. Bây giờ mình sẽ mở thử một trang web, mình thực hiện cái thao tác cũ nha các bạn, để xem coi là nó có mượt mà không nha các bạn. Mình thấy cũng khá là ok nha các bạn. Và nếu bạn không hài lòng với những gì mà Realme cung cấp sẵn, từ cái giao diện nè, rồi từ cái biểu tượng nè, rồi cái hình nền nè, cái bố cục nè, vân vân, thì các bạn có thể tự thiết kế lại theo ý thích của mình. Cách thực hiện như sau: đầu tiên các bạn vào phần cài đặt, sau đó các bạn tìm đến cái mục là cá nhân hóa. Tại đây thì mình sẽ có nè, chủ đề nè, rồi có hình nền nè, rồi kiểu biểu tượng nè, bố cục ứng dụng nè, rồi kiểu dấu vân tay nè, rồi màu nè, rồi kích cỡ phông chữ và hiển thị nè, rồi cái ngăn thông báo, tức là cái thanh thông báo này nè các bạn. Các bạn có thể cá nhân hóa nó theo cái ý thích của mình. Đầu tiên là cái chủ đề, các bạn sẽ nhấn vào đây. Đó, lúc này nó sẽ có sẵn hai cái chủ đề đi kèm thang máy nè các bạn. Ví dụ mình chủ đề mặc định mình áp dụng thì nó sẽ ra một cái chủ đề. Chủ đề nó sẽ có nhiều thứ nè, từ hình nền nè cho tới biểu tượng nè, rồi cho tới các thứ khác, bố cục luôn. Tuy nhiên nếu các bạn không hài lòng, các bạn có thể chọn lại cái chủ đề khác. Ví dụ chủ đề này là chủ đề thứ hai nè, mình sẽ áp dụng thử. Đây nè các bạn, lúc này các bạn thấy biểu tượng nó có một cái sự khác biệt đúng không, hình nền cũng khác luôn nè. Đó, tương tự thì mình có thể là tải thêm các chủ đề từ cái cửa hàng trực tuyến của Realme. Đây có rất là nhiều chủ đề, rất là đa dạng, rất là phong phú luôn. Tiếp theo sẽ là hình nền, các bạn nhấn vào đây, rồi nó sẽ có là hình nền tĩnh nè, hình nền động nè. Ví dụ hình nền tĩnh đó có rất là nhiều cho các bạn chọn lựa, rồi hình nền động nè cũng khá là nhiều luôn. Tiếp theo thì mình sẽ có kiểu biểu tượng, ở đây nó rất là nhiều kiểu đó các bạn. Ví dụ như mặc định nè, rồi kiểu vật liệu nè, rồi kiểu đá cuội nè đó, hoặc là các bạn có thể tùy chỉnh theo cái ý thích của mình đó, góc tròn hay là góc này góc kia đó. Đó, các bạn kéo càng ấy thì nó sẽ càng tròn, thậm chí nó tròn luôn nè. Đó, này là tròn 360 độ nè. Hoặc là khi mình không thích thì mình sẽ cho nó hình vuông nè. Đó, thì cái biểu tượng nó sẽ thay đổi theo. Rất là ngon lành đúng không các bạn? Tương tự thì mình sẽ có bố cục ứng dụng nè. Đó, dùng bao nhiêu cột, 5 cột, 5 hàng hay là 6 cột số hàng đó, các bạn cứ cộng trừ nó lên. Mặc định thì nó chỉ tối đa là 5 cột thôi nha các bạn. Còn hàng thì nó tối đa là 6 hàng. Đó, mình chọn 4 hàng và mình chọn 5 hàng, tối thiểu là 4 hàng. Cái này tối thiểu là 2 cột, 3 cột, 4 cột. Tiếp theo thì mình sẽ có kiểu dấu vân tay, là cái kiểu dấu vân tay nó sẽ xuất hiện ở cái màn hình khóa các bạn. Nè, khi mà mình tắt màn hình thì nó hiện màn hình khóa, nó sẽ hiện cái dấu vân tay này lên. Trong trường hợp các bạn phải bật cái tính năng nhận dạng vân tay nha. Tiếp theo mình sẽ có màu rất là nhiều các bạn, và phông chữ và ngăn thông báo, ứng dụng là vuông tròn nè, rất là nhiều, rất là đa dạng. Nói chung cái này các bạn phải ngồi rồi các bạn coi sơ lược qua thì các bạn mới tạo cho mình được một cái giao diện hoàn toàn đúng ý thích nha. Một cái chức năng mình thấy cũng khá là hữu ích, đó chính là cái chức năng hỗ trợ các bạn sạc qua đêm để tránh chạy pin. Đầu tiên các bạn cũng vào phần cài đặt, sau đó mình tìm đến mục pin và các bạn tìm đến cái mục là cài đặt pin khác. Sau đó các bạn bật cái chế độ sạc tối ưu vào ban đêm nè. Theo cái chế độ này á là Realme họ định nghĩa để tránh chạy pin, điện thoại sẽ học thói quen sạc pin hàng ngày của bạn để có thể kiểm soát tốc độ sạc vào ban đêm và tránh sạc quá lâu. Một cái tính năng rất là hữu ích luôn. Các bạn nên bật nó lên để khi mà mình có sạc qua đêm á thì nó cũng sẽ tránh được cái tình trạng chai pin. Một cái chức năng khác nữa mình thấy nó cũng rất hữu ích, đó chính là cái chức năng viên nang giấc ngủ. Đầu tiên thì mình vào phòng cài đặt, sau đó các bạn tìm đến cái mục phòng thí nghiệm Realme, rồi các bạn chọn cái mục là viên nang giấc ngủ. Thì theo định nghĩa của Realme, nó chính là hạn chế sử dụng điện thoại để nghỉ ngơi thoải mái và ngủ ngon hơn. Mình nhấn vào đây, sau đó các bạn nhấn đồng ý và tiếp tục. Lúc này các bạn sẽ được đưa vào cái chức năng của viên nang giấc ngủ. Lưu ý, bạn chỉ có thể
dùng các ứng dụng trong danh sách cho phép trong thời gian ngừng hoạt động khi các bạn bật lên. Đó, thì chúc mừng bạn đã thực hiện được bước đầu tiên để có một đêm ngon giấc. Thì mình nhấn OK nè. Cái này là các bạn bật lên nha, là nó ghi là sáng 11 giờ, chiều là 2 giờ. Rồi, danh sách các ứng dụng được cho phép nè. Đó. Các bạn có thể bật thêm các ứng dụng khác nếu mà mình thích. Ở đây thì mình thấy thông báo là còn 3 cơ hội để nâng giới hạn thời gian ngừng hoạt động. Mình thử nhấn vào nha. Và đây nó có hướng dẫn các bạn. Bạn có thể nâng các giới hạn đã đặt trên điện thoại bằng cách bắt buộc điện thoại khởi động lại, nhưng bạn chỉ có 3 cơ hội để làm vậy mỗi tháng, hãy chỉ thực hiện khi cần thiết. Và ở đây là cái thống kê nè, trong tháng này bạn đã ngủ sớm mấy ngày đó, rất là tuyệt vời. Và các bạn có thể thay đổi lịch biểu bằng cách nhấn vào đây, nó sẽ hiện lên cho các bạn thấy nè, lịch cho thời gian nè, ví dụ mình muốn từ mấy giờ cho tới mấy giờ và lặp lại, tức là hạn chế sửa đổi trước thời gian ngưng hoạt động 1 giờ, tức là các bạn hạn chế thay đổi lịch này trước 1 giờ, tức là khi mà cái thời gian nó bắt đầu áp dụng á, rồi gửi thông báo trước thời gian ngưng hoạt động 1 giờ. Cái này nó sẽ gửi cho các bạn thông báo biết là sắp tới là điện thoại sẽ đi vào cái chế độ viên nay giấc ngủ, do đó các bạn cần phải chuẩn bị. Sau khi thiết lập xong các bạn nhấn vào nút luôn. Rồi, như vậy là xong. Rồi, như vậy là mình đã vừa giới thiệu cho các bạn một vài tính năng hấp dẫn trên cái chiếc điện thoại Realme 8. Và hy vọng những cái thủ thuật này sẽ giúp cho các bạn có được những cái trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng chiếc điện thoại này. Video clip của mình đến đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.